Đang bận à? Tôm ơi. Sao bận cho mà? Ủa cái này đẹp nhỉ? Cái cậu buồn. Bé béo. Béo á? Mà cái này béo á? Mà cái này đẹp mà. Có béo đâu, bé như này mà đã sợ béo rồi. Béo. Cái này là đứng lại sao nào? Mặc cái nào? Nhưng mà đi ra đây mặc thử em nào, cái này mà béo á, cái này xinh như này béo ở đâu? Béo mới xinh chứ, muốn gầy như chết đói à? Này mông mới đẹp nhỉ. Này, đây đây bà hỏi. Thế rồi thì phải đứng lên ra, muốn mặc cái khác thì phải đứng lên chứ. Nào ra đây bà hỏi xem là mặc cái nào. Cái này đẹp rồi nó mặc à? Nó bảo béo. Cái này béo à? Tại sao mặc cái này béo đi ra mặc thử em nào, nếu không đẹp thì thôi. Cái này xinh nhỉ? Béo hơn á. Béo hơn là sao được? Đúng rồi xem nào. Đâu đi ra? Đâu đâu nhìn em nào. Ướm thử vào người đi xem béo ở đâu ra nào. Nhanh. Đây. Con ướm thử xem nào. Con đứng lên ra. Đứng lên. Đứng lên ướm xem nào. Béo đâu? Béo nó xinh như thế. Cái này xinh không? Màu hồng đẹp thế mà dài. Tại sao không mặc? Hả? À. Mặc cái khác đâu. Thế tại sao không mặc cái này? Cho đấy nhá. Tại sao không mặc cái này?